Chào tất cả các bạn. Trên chân mình đang có một chiếc máy nấu nước, lấy nước, giữ ấm nước với thương hiệu là CC Anke, rất Trung Quốc các bạn nhé. Mình nói là trên trên chân bởi vì nó gần chân mình chứ không phải là trên tay mình nhé. Mình sửa với cái lỗi là không nóng nha. Chúng ta khám phá nó một chút nhé. Cái này thấy khách nói là ngày xưa họ mua khi giảm giá, họ dùng được mấy năm rồi, họ mua khi giảm giá thì đâu là khoảng 2 triệu 8 hay mấy triệu, 2 triệu 8 dã man, nhưng mình soi trên mạng thì nó chỉ rơi vào gần 2 triệu bây giờ ấy. Thì cái máy này nó sẽ như thế này này, ở dưới này chúng ta sẽ cho cái bình nước 20 lít vào đây nha, và cái này là chúng ta sẽ cắm vào xuống, là bắt đầu là cái bình nước cắm xuống để bắt đầu nó sẽ có motor nó hút nước lên nha, nó hút nước lên. Thì đấy là cái ngăn ở dưới. Trên này nó có một cái hệ thống điều khiển bằng cảm ứng. Và ở đây mình giới thiệu cho mọi người, bởi vì trước khi sửa mình cũng bảo người ta xem như nó như nào mà. Thì nó sẽ có một cái ổ điện. Và do mình không cắm được nên mình đã chuẩn bị sẵn cái này, mình có sẵn rồi để mình cắm được để chuyển đổi từ ba chân thành hai chân, như vậy là chân tiếp địa lém không tác dụng gì nhá. Với lưới điện nhà mình, còn lưới điện cho các bạn thì mình không biết. Thì mình sẽ cắm vào 220. Đó. Thì nó kêu tít và nó lên cho chúng ta 29 độ nha. Cái 29 độ đây là nó đo được cái nhiệt độ trong này này. Ở dưới cái này đây là cái bình nấu nhá. Nó sẽ có tiếp địa này. Có hai chân cảm biến này. Rồi hai chân 220 lên để đốt đốt nóng này, và một chân nữa là xác nhận là lắp vào hay không nữa các bạn ạ. À. Đấy, khi mất cái này nó báo E1 nhá. Lắp vào này. Là 29 độ này. Thì bên này thì họ bảo là bên này là bên hâm. Thì hâm thì mình tưởng nó chạy bằng công nghệ IH từ hay là nó công nghệ từ thật. Không phải, nó thấy chứ có biểu tượng là cấm sờ tay ở đây. Và cái này là bằng thủy tinh nhá. Cái bộ này kèm theo. Thì họ nói là cái này bên này thì là hâm nước, tức là giữ ấm nước các bạn ạ. Đó. Giữ ấm nước được. Thì giữ ấm kiểu gì thì mình chưa rõ, nhưng mình thử cho chúng ta tham khảo nhé. Để xem nào, cái này là cái kiểu như là người ta cái kèm theo đó đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn cái oát này, cố gắng mọi người vừa mọi người nhìn hiện tại cái oát của nó chỉ có 0,6W thôi nhá. Thì ví dụ như mình bấm đây là lấy nước này, đó nó bơm nước nhưng đang không có nước nên nó không có nước chảy đâu, nó chỉ có một tí ở trong vòi thôi. Đó, còn đây là giữ ấm này, ấn hai cái đấy nó kêu tạch cái là ăn 15W nhá. Lan 15W thì cái 15W này mình đoán ấy là ở dưới này nó có một cái là một cái dây mây so, một cái điện trở nhiệt, nó ăn tầm 15W và nó đang tạo nhiệt lên trên này. Mình đang đoán như thế. Tạo nhiệt lên trên này để tạo đúng, đúng 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 đang có nhiệt lên rồi. Đó nó đang nóng nóng ở bấm tay mình rồi. Tóm lại nó là một con điện trở công suất 15W ở 220. Mình nghe tiếng dưới đen tạch để giữ ấm cái cụm này ở đây nha mọi người nhé. Tất nhiên cái bên này đưa sang thì cũng có giữ được, nhưng mà bên này mà đưa sang thì bên này đưa sang thì nó chảy nhựa sừng này đi, nó giữ ấm bằng chính cái cốc này thôi nha. Đây mình tắt nó đi này, chúng ta thấy nó đang ăn 15W nhá. Ui dồi ôi, nó rơi cái gì ấy nhỉ, chúng ta thấy nó đang ăn 15W nhá, và mình ấn tắt nó đi này. Đó thì dưa le mình nghe tiếng dưa le nhả tạch hết. Và ở đây là có cái hay như này này. Cái này là cái màn hình để hiển thị nhiệt độ cho chúng ta và báo lỗi. Nó sẽ dây kéo dài lên đây, nó giao tiếp lên trên đây. Ở dưới này là nước để lấy cho cái này nhá. Còn ở đây ấy, thì mình nhìn thì nó chả có cái gì ở đây cả, nhưng nó có cái ống nước lấy đây, và có cái hay như này chúng ta sẽ nhìn này. Trong cái lỗ này nhá, là khi chúng ta lấy nước này, nó bơm nước trực tiếp đây ấy, thì chúng ta thấy đấy, cái trong trong ở dưới nó đang đóng này. Nó đóng khi mà nước nó chảy xuống ấy, thì nó nặng ấy, nó sẽ đẩy ra được như này. Đó, nó mở ra được như này, nó chảy nước xuống dưới đó, chúng ta đấy nó chảy nước xuống dưới này đó, và khi mà lấy xong thì nó lại đóng lại được. Nó theo kiểu nguyên lý là gọi là đòn bẩy kênh ba cân bằng ấy các bạn nhé. Nó thiết kế kiểu như thế cũng khá là hay để đỡ phải mở ra đóng vào nhá. Có loại thì mình thấy nó chảy xuống thì nó có một cái cục cao su đây là đẩy xuống, sau đó cái lò xo lại cao su này đẩy lên, nhưng mà theo kiểu này mình thấy hay hơn nhá. Thì mình cứ để tóm lại là người ta cứ chỉ cần để ra đâu. Và cái anh khách hàng anh có nói đó là nó thiết kế là ví dụ như mình lấy nước ở đây này, ví dụ như mình lấy nước bên này này, bên này lấy nước thì chắc phải mở ra, bên này chắc phải mở ra rồi, bên này này
là bên này lấy nước ấy. Đấy, thì nó bơm khoảng bao nhiêu phút đây này. Đấy, khoảng bao nhiêu giây thôi là nó sẽ đầy. Mình đang cho nó bơm đấy các bạn ạ. Còn 15 14 nữa. Thì tóm lại nó về là nó sẽ đầy. Giả sử là và nhà sản xuất họ tính toán được ấy, là khi bắt đầu bơm ở đây này, bơm lại này ở 25 giây nhá. 25 giây là nó sẽ biết là nước ở đây đang không có gì cả và bơm 25 giây là đầy đúng đến điểm này nhá. Giả sử mà chúng ta trong này chúng ta đã có nước mà chúng ta bơm ấy, thì mà chúng ta đến 18 giây nó đã đầy rồi thì tiếp tục nó sẽ bơm đến 25 giây thì sẽ trào nhá. Nên cái cảm biến nó lợi dụng cảm biến của cái mắt con người đang gọi là cảm biến bằng cơm để biết được nó đầy hay chưa. Nhưng nhà sản xuất họ tính toán ấy, để đầy cái cốc này thì là 25 giây nhá. 25 giây đó. Còn bên này thì cái này nó cốc nó đầy hơn thì chắc chắn nó phải cao hơn. Đây là mình lấy thử lấy được thử lấy nước nhá, biểu tượng lấy nước đây này. 27 giây nhá. Và mình nghe thì là hai con motor khác nhau bơm, khác nhau chạy các bạn nhá. Con motor này bơm kiểu tiếng khác này. Đó. Còn bên này con này motor khác này. Đó, con này bơm im hơn nhá mọi người nhá. Hai con motor khác nhau. Và khi bơm đầy thì nó cũng tính được là 27 giây này, là sẽ đầy đến đây rồi. Đủ nhá mọi người nhá, thì cũng giống bên này thôi. Và khi nấu này thì chúng ta sẽ hiểu này, cái vị trí đun sôi này thì nó sẽ đun được cả nhiệt độ bao nhiêu đấy các bạn ạ. Thấy cái anh khách hàng anh nói thế. Thì mình đang lấy nét ở đây nhá. Tí nữa mình sẽ lấy nét đây, mình bấm chạy này. Ở đây là 100 độ. Đấy, bây giờ mình nấu 85 độ thôi. Đấy, giờ này đóng tạch rồi. Ăn 1,1 W thôi. Giờ này đóng tạch rồi nhưng mà nó không ăn và không nấu được nước nhá. Các bạn nhá. Thì cái ban ở đây thì mình bắt lỗi được là ở trong cái này rồi. Bởi mình tháo ra mình đo là cái trong này nó không tức là cái điện 220 đưa lên đây nó không đưa vào trong dây máy so sinh nhiệt được, hoặc dây máy so sinh nhiệt đang cháy thì cũng sẽ bị như thế. Nhưng mà để cho chúng ta đôi khi gặp trường hợp vậy là cái dơ le tiếp điểm, dơ le nó bên trong nó bị nổ tiếp điểm, hỏng tiếp điểm, giống như những cái nồi cơm điện tử ấy, thì nó cũng sẽ không nóng được. Và mình muốn cho mọi người khám phá, cho mọi người tham khảo cái lõi bên trong này như thế nào, nên mình bắt đầu mình sẽ tháo nó ra nhá. Anh khách này anh đem đến anh còn hướng dẫn mình cách tháo như nào. Mở cái này ra này. Ở đây mở cái khay này ra này. Trong này có thể cái khay chứa, cái này là chứa đá hay chứa lạnh gì ấy. Trong cái này này, chả biết nó là cái gì. Tháo hai con ốc ở đây này, hai ốc sau nó sẽ lưng được cái này lên. Đó. Anh khách hàng đã tháo rồi. Nhưng mà anh không biết sửa thì đeo cho mình các bạn ạ. Đây chờ mình tháo cho mọi người khám phá bên trong nhá. Nó lan lá như cái bàn trà của Trung Quốc ấy, nhưng mà nó thiết kế là một cái tủ, như là một cái ấy đựng nước luôn, cái cây nước luôn, gọi là cái cây đựng nước luôn mọi người ạ. Và nó không làm lạnh ở đâu nhá, biểu tượng hoa tuyết đây nhưng không làm lạnh ở đâu các bạn ạ. Hay là nó này làm lạnh ở đây, nó đưa lên người ta có cái xem có sò nóng lạnh bên trong không? Chờ một chút tháo ra để xem nhá. Các bạn vào Google các bạn search chữ C này. Nó rời mất. Cyanke này thì nó sẽ ra nhiều lắm mọi người ạ. Đây là một cái dây máy so 12-15W để giữ ấm nha các bạn nha. Chúng ta đã thấy có hai motor này và cái nước của nó bắt đầu lên từ xuất phát từ đây. Như vậy là con này có sò nóng lạnh thật. Thằng nào nó tận 2, người ta mua bảo là 2,8 triệu à, mình nhớ là 2,8 triệu. Hay là 1,8 triệu chả nhớ nữa các bạn ạ. Và mua khi đang siêu giá, đang giảm giá, xa le. Thì nước từ đấy nó đi lên đây nhá, bắt đầu nó chia thành hai vào hai cái đầu hút này. Hai cái đầu bơm hút này. Thì một cái thì cái motor này ấy, là motor bơm hút lên cho phần cho cái cụm bên này mà 27 giây nhá. Cái motor này này chạy kêu này. Còn cái motor này chạy im các bạn nhá. Cái motor này thì nó hút vào đây. Và đúng là chúng ta lấy cái biểu tượng là bông tuyết là lấy nước lạnh thật nhá mọi người nhá. Biểu tượng bông tuyết này lấy nước lạnh thật này. Bởi vì là nó sẽ như này này. Là chắc chắn là khi ghim điện ấy là thông qua cái bộ nguồn xung này này. Đây là một cái bộ nguồn xung nhá. Nó sẽ tạo ra một cái nguồn, nó đưa vào con sò nóng lạnh đây này. Đây là hai đường điện đến cho sò nóng lạnh và có cả quạt làm mát nữa nhá, để nó tản nhiệt ra môi trường ấy.
thì nó làm cho cái khối nhôm, cho khối cái cụm nước trong này nóng, à quên, rất là lạnh, cái cụm nước trong này này. Thì khi mà chúng ta muốn lấy nước lạnh ra thì chúng ta bấm cái bông tuyết đấy, thì cái bơm này sẽ hút, cái bơm này nó sẽ hút cái nước từ dưới bình đi vào đây, đi ra đây và đẩy cái nước ví dụ như hôm nay là đang là 25 độ, đẩy cái nước 25 độ vào trong này thì cái nước đang được cục lạnh này nó sẽ đẩy ra đây. Nó cũng như là chúng ta tắm nóng lạnh ấy, là chúng ta cái nước lạnh thì đi vào rồi cái nước nóng đi ra ấy, thì nó sẽ đi ra đây. Chắc chắn là cái nước này đi vào chắc chắn là nằm phía trên ống trên, còn cái nước đẩy ra này nó sẽ nằm dưới đáy cùng. Dưới đáy này nó sẽ là lạnh mà, thì nó sẽ đẩy cái nước lạnh ra mà bông tuyết ấy nó đi ra và nó sẽ chảy ra bên ngoài để người ta có thể lấy được cái nước lạnh ở đây. Và cái vị trí lấy nước lạnh này ra cũng là cái vị trí để ủ nước luôn, để ủ ấm mùa đông luôn nhá. Nó dùng cho mùa hè thì lấy nước lạnh ra, mùa đông thì lấy ủ ấm ở đây, ủ ấm trên chính cái này này các bạn, trên chính cái này để ủ ấm này bằng cái thủy tinh, hoặc chúng ta để cái nồi vào đây được các bạn ạ. Chúng ta để cái cốc, để cái chén đây được, nó có 15W để nó ủ mà. Nhưng mà mình đoán là họ mua, họ dùng mấy năm rồi thì cái phần lạnh này đã bị chết, sò nóng lạnh này kiểu gì cũng đã chết rồi, nhưng mà họ cũng không quan tâm, coi như là họ lấy nước lạnh ra thì bây giờ nó không lạnh thôi, là coi như là lấy từ nước từ dưới bình đưa lên thôi, chứ nó không còn nằm lạnh được nữa. Còn cái khay này thì nó chỉ là cái khay, một cái khay chứa thôi, một cái ngăn chứa, ui ôi, một cái ngăn chứa thôi chứ chẳng có gì cả các bạn nhé. Ở đây nó có khối nguồn sung này các bạn này, khối nguồn sung để nuôi cái con sò nóng lạnh ấy các bạn nhé. Cái đấy thì mình cũng không quan tâm, mình quan tâm là họ đang cần bảo lấu cái này tiện lắm, nấu nước ấy các bạn, nấu nước pha trà thứ, lấy nước sẵn ra. Các bạn chờ mình chút nhé, mình nói tiếp nhá. Bỏ qua cái vấn đề là con sò nóng lạnh này nó sẽ khi kim điện là nó sẽ tự chạy thôi các bạn ạ. Còn đây chính là cái bo mà như trong bàn trà đấy, bo như trong bàn trà nhá, thì nó cũng có điện áp đầu vào đây, nó cũng được cầu chỉnh lưu này tới IC nguồn đây, nó sẽ hạ ra các mức nguồn, và các mức nguồn này nó sẽ cấp cho motor bơm nhá, hai con motor bơm này. Mình đoán là hai con không được bao giờ được phép, nó trong chương phần mềm con MZU này, con vi xử lý này, con lập trình này thì nó không cho phép hai motor cùng chạy đâu, bởi vì tải nó nặng nhất của khối nguồn nó mà. Con này chạy thì con kia nghỉ, và con này chạy xong thì con kia mới chạy, mình đoán như thế. Bởi vì cái phần hiển thị led của nó cũng chỉ là một mà. Thì hiển thị led của nó thì nó chính là cái dây này giao tiếp lên này. Cái dây đi lên trên này. Mọi người nhá. Nó cái dây rất là dài đi lên tận trên đấy. Mọi người ạ. Thì quan tâm đến cái cụm này nhá, cụm này chúng ta thấy nó có 5 chân, 5 dây vào này. Một dây thì là dây tiếp địa, nó tiếp ra dây địa này luôn, tiếp địa này luôn. Thì bỏ qua nhá. Cái dây tiếp địa luôn là vành ngoài cùng. Là cái vành ngoài cùng này này. Thì mình nhìn ấy thì có vẻ là cái dây tiếp theo, cái vành tiếp theo và cái vành trong cùng nó chính là cảm biến nhiệt. Là tiếp cho cảm biến nhiệt và mất nó là 3E1 đấy. Thì đây là, đây là cái vành tiếp theo này và cái vành giữa này trong cùng này. Đó. Thì như vậy là cái vành này và cái vành này, hai cái vành mình đang chỉ chỗ này này, nó chính là của 220 tới lên âm nhiệt. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá. Đây là cái dây AC vào, nó đi tới đây, nó đi qua dây xanh này đến đây thì tính chính là đã tới, là chính là dây com chung, gọi là dây com chung. Thì cái dây AC này nó vào đến đây. Nhá. Thì tương đương cái dây đỏ này. Để mình nhìn thế nào. Nó sẽ đóng nhá, nó sẽ là cái tiếp điểm của cái dây le, là cái dây le này này. Từ đây đi qua cầu trì chắc sang đến bên này tới đây, và nó sẽ đóng từ điểm này đến điểm này. Thì sẽ cấp vào cái này. Như vậy là con này nó sẽ có này. Một con dơ le này. Hai con dơ le này, ba con dơ le này. Như vậy là con dơ le dây trắng này ra phần ủ 15W nhá. Con dơ le dây đỏ này là ra để lấu mà mình đang quan tâm đấy. Mình sẽ kiểm tra xem con dơ le này tiếp điểm có hỏng không nhá. Đang bí mật đang nói ký cái này một chút, rồi đôi khi nó hỏng tiếp điểm mà. Rồi tiếp theo là có một con dưa le nữa là đóng này, cái này đóng này, thì cấp 220 theo cái dây này. Như vậy là một dây com chung nó tới sẵn rồi, là tới cái bộ nguồn để tạo lạnh ấy các bạn ạ. Như vậy là phần lạnh là cũng sẽ điều khiển được thông qua chương trình phần mềm của con MZU này nhá. Nhưng mình không quan tâm đến tất cả những cái thấy đấy, mình sẽ quan tâm đến con dưa le này thôi. Thì con dưa le này chúng ta sẽ nhìn nhá, đây và đây là con hút này, đấy nó sử dụng con UL2003. Các cổng nót trong này để đóng nó các bạn ạ, chúng ta không để có chan đâu. Đó, từ đây đến đây này là cuộn hút này. Nó sẽ đóng điểm, đóng từ tiếp điểm từ điểm này đến điểm này. Ví dụ như cái tiếp điểm nó hở
cái cuộn hút, cái tức là cái con dưa le này mình nghe thì tiếng tạch, tức là dưa le đã cuộn hút đã đóng rồi, nhưng mà nó người ta dùng mấy năm rồi thì có khả năng cái tiếp điểm của nó bị mô ve như nồi cơm điện tử mình nói ấy, là nó không tiếp xúc thì nó cũng không nóng nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đấy trước, sau đó mình sẽ quay trở về cái cụm này nhá. Ok nhá, bây giờ để bắt đầu mình xử lý. Mình đã tháo ra mình kiểm tra thì con dưa le này nó vẫn đóng, vẫn tiếp điểm, vẫn ngon, nhưng mà để cẩn thận thì mình vẫn thay cho khách cái con dưa le khác. Khách hàng là thượng đế mà. Nhưng mà mình như đoạn đầu, bạn nào mà muốn nghe được những cái lời của mình nói đầu tiên ấy thì mình đã bắt được lỗi nó ở trong cái con này các bạn nhé. Dưa le còn hút 12V thôi mọi người ạ, thông dụng như trong nồi cơm. Mà trong nồi cơm thì nó chạy ăn có 4A là cùng, chưa được 4A, hơn 3 thôi, nhưng mà tiếp điểm nó cũng hay hỏng vì nó đóng nhả nhiều. Nhưng mà bọn này nó ăn cao hơn đấy các bạn ạ. Như con này nó ghi công suất tận 1200W thì sẽ lên đến tận 5A, hơn 5A đấy các bạn ạ. Nhưng mà họ dùng lâu năm rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ tiếp điểm, nó sẽ bị lổ, bị mô ve các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ không nhanh hỏng bằng nồi cơm. Nồi cơm một chương trình nấu nó cứ đóng nhả rất nhiều lần các bạn ạ. Thì như mình vừa nói rồi nhá, đây chính là cái cảm biến nhiệt này. Thì mình vừa dò mình biết được ấy, điểm này và điểm này là hai dây AC đi tới cái mâm nhiệt này. Thì cái mâm nhiệt này đo phát xem nó có cháy không này. Không cháy, ok nhá. Thì từ đây nó đi đến đây này, nó đi sang đến đây không? Đó, như vậy là cái dây này thông. Thì cái dây này xem nó có còn thông sang đây đây không nhá. Không hề thông nhá. Như vậy là đang đứt trong này nhá. Bây giờ tháo nó ra thôi. Đấy, sửa chữa phải biết đo đạc, phải biết tìm hiểu nguyên nhân thì mới bắt được lỗi các bạn ạ. Như cái bác chủ bếp, bác chủ nhân của cái thiết bị này, cái tháo ra soi soi nhìn nhìn bằng mắt thì làm sao biết được con nào hỏng các bạn ạ. Nó hỏng nó không cháy nổ gì đâu thì có rời nhìn. Nên nhiều bạn amateur tháo đồ bò mạch nguồn xung ra thấy nó hỏng nó nổ con điện trở này, không biết là bao nhiêu, cứ lên các nhóm này hỏi xem là con điện trở thì bao nhiêu để mua thay. Mình nghĩ bụng mà thay lại nổ tiếp, nó phải có nguyên nhân thì nó mới nổ các bạn ạ. Đấy là mình nói cho các bạn amateur thôi, còn các bạn nào mà xem những video của mình thì các bạn ra luận ra được rồi. Nó lỗ có điện trở cầu chì của bếp từ chẳng hạn, con 2 ôm ấy, thì có hẳn có nó phải có nguyên nhân nó mới nổ. Hoặc như nó lỗ có điện trở bảo vệ quá dòng tại chân ép. Đấy, những con điện trở đấy là mình cho mọi người biết tác dụng của nó trên mạch nhá. Và chả biết là các thầy khác họ có nói như thế không, nhưng mình hiểu về bản chất mạch thì mình nói cho nó như vậy các bạn ạ. Thì lỗ con điện trở và tại chân S bảo vệ quá dòng đấy thì nó lỗ nó thì kiểu gì móc phét chết, và nặng hơn thì IC cũng đi các bạn ạ. Và nó thiết kế trên này nó có cái vòng vòng này, nó lắp được cái cầu chì nhiệt trên này để bảo vệ này, nhưng mà nó không lắp mà nó chính là cái tiếp điểm này này. Ui dồi ôi, như này con này sửa phức tạp phết đấy các bạn ạ. Ôi đây này, nhìn nhìn tiếp điểm nó đang tách ra, tách to tướng ra luôn này mọi người này. Tiếp điểm mà nó lợi dụng chính là cái này để là khi cạn nước cái tách ra ấy. Giả sử những người sử dụng mà cho cái nồi cái này vào mà không có nước bên trong ấy thì nó vẫn nấu lên và nó đôi khi sẽ cháy, và cái này nó sẽ tác động nha. Chúng ta gì nó lệch nó tách ra này, mình sẽ sửa zin nhá các bạn nhá. Nó tách hết ra rồi này, cái hai cái tiếp điểm ấy, tóm lại cái tiếp điểm đấy nó không dính cái này được. Đây này, mình đo cho mọi người sẽ biết được này. Đồng hồ đây nhá. Cái chân bên trong này này, nó đi đến đây rồi này. Đó, nhưng nó không đi xuyên sang bên này để nó ra cái dây đỏ được các bạn ạ. Các bạn nhá, nên do đó mà không thông. Đây này các bạn, chúng ta sẽ nhìn này. Nó nóng quá nó chảy, nó uốn cong ở dưới này nó chả đẩy lên được. Nên nó tách ra đấy các bạn ạ. Con này mình sẽ khéo léo mình sẽ sửa zin, và mình sẽ hàn ngấu thiếc vào vị trí này. Ngấu thiếc ở vị trí này, còn vị trí này nên con đến cái cảm biến thôi, nó dòng điện nó không cao nên kệ các bạn nhé. Mình sẽ rửa zin. Còn giả sử mà các bạn mà bị lỗ này mà các bạn không sửa được ấy, thì các bạn có thể đấu tắt, các bạn đấu tắt chập nó đi, và một trên một cái dây này thì chúng ta kiếm một cái cầu chì nhiệt, một cái cầu chì nhiệt khoảng 185 độ hoặc là 200 độ vân vân ấy, những cái cầu chì nhiệt trong nồi cơm thông dụng ấy, thì chúng ta sẽ bắt ở chính chính là cái vị trí mà nhà sản xuất họ đã để đây này. Mục đích ấy, đó là khi mà giả sử mà khách quên cho nước mà nấu nóng lên ấy, thì cái cầu chì nhiệt nó cháy, thì để nó đảm bảo an toàn không bị lổ cháy lổ các bạn nhá, có thể làm được như thế.
Còn đối với con này thì mình sẽ sửa zin, bởi vì khi mà không có nước ấy, thì nó nóng lên ấy, thì nó sẽ tự tách ra, nó thông qua cái thanh đựng kim này này, nó tách ra và khi nguội nó lại đóng lại các bạn nhé. Nó có một cái sứ để nó đẩy đi đẩy lại này. Thì mình sẽ sửa zin được cái này, bởi vì mình nhìn mình biết là rất là chuẩn. Mình sẽ vệ sinh sạch cái tiếp điểm này đi, sau đó mình làm uốn lại như cũ các bạn nhé, là ok thôi. Mình trong khả năng xử lý được của mình mà. Như đã nói, tiếp điểm rất đẹp luôn nha, mài sạch rồi, đóng rất tốt. Cái này nhá, ok nhá. Cái này nhá, ok nhá, mọi người nhá. Bây giờ sẽ lắp lại, sau đó là lấy cái bình để chứa nước ở dưới để test thử bơm lên cho chúng ta tham khảo nhá, chúng ta trải nghiệm nhá. Mình nghĩ là nó vẫn hút lên được thôi. Các bạn này, đây nó chạm dưới đáy bình luôn để nó hút được hết sạch bình nước mà, chứ này hút được con lửa bình này thôi thì buồn cười. Đấy, chỉnh lại cho nhìn cho nó lét một chút. Đã ghim điện báo E1 nha. Mình đang lấy lét ở cái vị trí E1 vẫn thế thôi. Đặt nó vào này. Đấy. Bây giờ là đang 30 độ nha. Bây giờ mình sẽ lấy nước cho nó nha. Đấy, lấy nước vào rồi. Xem nó có. Thôi thấy ít thôi. Các bạn ạ, cho nó nhanh sủi. On nha. Ừ. 75 độ đi. Đã đóng nhá. À, đã sụt điện. Hơn 1000W thật, 4,8A, 4,95A các bạn ạ. Điện nhà mình đang ở 210 mà. Cái ổ áp này mình đang chỉnh ra là 210. Nên đôi khi lúc nó xuống thì 200 mấy, lúc thì lên đến 220 là cao thôi các bạn ạ. Đây này. Đang ở 210, 209 này. Đó. Nếu mà nhà khách điện 240 thì nó sẽ ăn cao hơn nhé mọi người nhé. Và chúng ta thấy là nhiệt độ nó đang tăng dần rồi này. Mọi người thấy chưa? Thì có thể lấy nước ở bên này cho chúng ta tham khảo nhé. Đấy, đang sủi béo rồi. Để xem nó đầy đầy bình với là 20 mấy giây không nhá. Thử nhá. Lấy nước lạnh ra ấy. Đấy. Sủi rồi, nó dừng rồi các bạn ạ, đủ nhiệt độ. Nhưng mà cái này nó đang bơm. Như vậy là trả đời đâu các bạn ạ, nó lấy ở cái ngưỡng ấy thôi. 91 độ rồi các bạn ạ. Như gần sủi rồi các bạn nhé. Đấy, nó lên đến 100 độ luôn. Nhiệt dư mà các bạn nhé. Cái dưa le mà mình vừa mới xử lý cái dưa le nhiệt ở dưới này này. Là giả sử chúng ta cứ nấu xong sủi nước, kể cả bình siêu tốc thế, chúng ta rút là chúng ta rót hết sạch nước ra, thì bắt đầu là cái từ nhiệt dư ở trong đấy nó sẽ đạt nhiệt độ tăng cao lên và làm đủ cái ngưỡng nhảy của cái con dưa le đấy nhá. Nên nó cứ đóng nhả lên, thành ra là nó có cái lỗ tiếp điểm là như vậy đấy các bạn ạ. Nó đóng nhả nhiều ấy, nhưng mà mình chả hiểu sao nó nổ như thế mà nó nổ đen trong cái đấy luôn, vị trí đấy. Thế bây giờ làm nào nhỉ? Lấy thêm nước đi để cho nó giảm bớt, giảm nhiệt độ xuống các bạn nhá. Ê ơi, đấy nó đang giảm nhiệt độ xuống rồi. Nha, bây giờ mình sẽ nấu sủi nước xem nào, 100 độ nhá. Người ta bảo tiện, bởi vì ở trong nhà để bên cạnh bàn uống nước chẳng hạn. Thì đúng là tiện thật nhé các bạn nhé. Bởi vì là cứ lấy cái bình nóng nước để phía dưới mà. Là có thể là lấy nước sủi chiếc, còn lấy cả nước lạnh ra được, nhưng mình chưa hiểu cái nguyên. Cái nước lạnh chắc là cái sò nóng lạnh nó hỏng rồi. Bởi vì cái sò nóng lạnh nó chỉ được một thời gian thôi chứ không bao giờ được bền mãi mãi mọi người nhá. Cái nguyên lý của sò nóng lạnh ấy, hiệu suất của nó thấp lắm. Bây giờ đang ăn 1000 mấy trăm W này, mình làm nào để cái biểu tượng không kể nó để cho chúng ta xem cái nhiệt độ này đi đã nhá. Cái này chỉ là cái ngăn chứa thôi, không có lạnh nhất gì trong này đâu các bạn ạ. Mình thấy là chỉ là hộp nhựa vớ vẩn thôi chứ không có cái gì cả.
nó sủi không theo như cái bình siêu tốc của chúng ta là hơi nước nó đút rút vào trong này, sau đó là nó lật nhảy thanh nước kim để nó tắt cái công tắc. Mà con này ấy, là nó có cảm biến nhiệt độ đấy. Khi nhiệt độ đạt đến 100 độ nó kêu tít 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 đấy, thì có khả năng nhiệt dư nó vẫn cứ sủi một chút các bạn nhé, chả vấn đề gì đâu, nó thiết kế như thế thôi các bạn ạ. Và như có khi cái bọn lập trình nó còn tính được ấy, là nó đạt đến khi nó hiển thị 100 độ này, nhưng mà thực tế là nhiệt độ nó này nó kiểu như bù trong khi mình cài đặt cho những cái bộ timer này, bộ điều khiển nhiệt ấy, là có thể bù nhiệt nhiều hay ít, rồi là ở cái ngưỡng này thì đã dừng trước rồi bao nhiêu giây ấy, các bạn ạ. Nó thiết kế như thế đấy các bạn nhé. Còn cái lạnh này để xem nào, chả thấy đóng gì, chả thấy gì, chỉ có đóng ấy thôi. Nó phải có cái chế độ gì đấy là kêu tạch cái để ấy cơ, hay là giữ đấy. Đúng rồi đấy, cũng làm được tận 65W này, 64W này của cái phần làm lạnh nước đấy nhá mọi người nhá, phần làm lạnh nước ấy. Đấy, quạt đằng sau chạy rồi, cái quạt làm mát cho cái con sò nóng lạnh ấy, như vậy vẫn giữ thì cái đèn đỏ nó lên thì nó có tác dụng, còn mình không rõ là nó có tác dụng gì không thì không rõ các bạn nhá. Tắt rồi đấy, ba dưa le có tác dụng nhá, còn đây là một con dưa le nữa này, bấm hai cái thì là đèn đỏ đây, thì là 15W của cái ủ đấy. Ok nhá, như vậy là mình đã xử lý xong. Ok, video cũng kết thúc nhá, chúng ta đã tham khảo được một cái rất là hiện đại của người Trung Quốc sản xuất các bạn ạ. Thôi chào mọi người nhá, chúc mọi người xem video vui vẻ.